chị ơi, chị em cách bán liên kết đi. Bán liên kết cái gì em? Các bạn đúng không? Ok em, và bây giờ chị sẽ chỉ cho em cái cách bán liên kết để chúng ta từ một người mua trở thành một người bán, và chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ cái mã quạt này. Đây cũng là cái mã quạt vạn đơn ở bên chị, cũng là mã quạt đời mới, kiếm ở tại thành phố Hồ Chí Minh này cũng như là toàn quốc Việt Nam cũng rất là khó đây em ơi. Khi mà em mua về đó em nhớ nha, ở trong này nó sẽ có cho chúng ta một sợi cáp. Cáp này là các cổng tai C, là các dành cho tất cả những dòng điện thoại đời mới hoặc là những dòng thiết bị công nghệ đời mới nó mới có thôi. Và khi mà em khui hàng ra đó em nhớ nha, bên trong này nó có sợi cáp với lại nó có hướng dẫn sử dụng, nó có quạt luôn. Em cầm cái sợi cáp này á, em nhớ là em lật ra em quay. Những người nào mà chúng ta có năng khiếu nữa cả nhà thì chúng ta review nha. À, ngày hôm nay em mở ra em có một cái chiếc quạt như thế này, em tặng thêm một sợi cáp như thế này luôn, rất là giá trị luôn, có thể là tận dụng để mà sạc điện thoại được luôn. Nếu mà chúng ta có cái năng khiếu để mà chúng ta review, còn nếu mà chúng ta không có năng khiếu thì chúng ta có thể là lòng nhạc vô từng là chúng ta có thể là auto lên xu hướng rồi cả nhà. Còn cái việc mà chúng ta sau đó chúng ta sẽ vô trong cái trang của Phương để mà chúng ta lấy cái link cái mã quạt như thế này, hoặc là cái link này Phương cũng có để ở bên dưới luôn nha cả nhà. Phương có để ở bên dưới góc trái màn hình đây nè. Cả nhà cứ vô trong đó, cả nhà lấy cái link quạt này về, xong rồi cả nhà gắn link kết bán nha. À, sợ Phương bắt phụ kiện và sợ ra mã quạt này đúng mã quạt này nha cả nhà. Chứ còn đừng lấy mã quạt đời cũ rất là khó bán nha. Sau đó chúng ta bán liên kết và chúng ta có thể là kiếm tiền. Và thật sự cả nhà ơi, khi mà tất cả mọi người bán liên kết rồi, cái nick của mọi người á, dù là 1 follow, 10 follow hay là 100 follow, cả nhà đều có thể là kiếm tiền được hết nha. Và khi mà nó ra đơn á thì cả nhà chỉ có việc là ăn hoa hồng thôi, còn có việc là đóng hàng là ở bên Phương. Cả nhà thấy không? Mỗi ngày Phương đều đi đòn rất là nhiều luôn. Ở bên Phương á thì nó lấy tầm 1 chuyến 1, chuyến 2, chuyến 3, chuyến 4, một ngày là ít nhất 5 chuyến hàng như thế này nè. Và giao hàng tiết kiệm, người ta sẽ chia nhau, người ta tới người ta lấy hoài thôi. Công việc của tất cả các bạn chỉ là bán liên kết để mà kiếm hoa hồng thôi. Tất cả những sản phẩm quà như thế này Phương đều có hoa hồng hết. Và hoa hồng của chúng ta sẽ là 10 đến 30%. Nên tất cả mọi người ơi, ngày hôm nay mua cái gì thì cứ lên tới shop mà mua nha. Mua xong rồi chúng ta bán lại nha cả nhà. Làm từ một người bán, từ một người mua trở thành một người bán nha. Người ta nói phi thương thì bắt phú, hãy tập làm TikToker ngay từ bây giờ đi cả nhà ơi. Cái việc mà kiếm tiền bây giờ trên TikTok nó dễ lắm. À, nên cái việc mà bạn hỏi mà bán liên kết là một cái điều rất là cầu tiến luôn. Và bạn dù cho nhỏ cho lớn hay là dù cho ít tuổi nhiều tuổi gì chúng ta cũng có thể là bán liên kết được. Bạn có sản phẩm hay không bạn có thể là đều bán liên kết được nha. Nhưng mà nếu mà tốt nhất thì bạn vẫn nên có sản phẩm. Và ngày hôm nay đã được mua sản phẩm giá rất là hời tại Phương Bắc như thế này thì chúng ta càng nên để mà bán nữa. Sau này mua cái gì thì bán cái đó nha cả nhà. À, và nhớ rằng cái mã quạt này là mã quạt tích điện. Nó có thể là xài được hai kiểu luôn. Chúng ta có thể là lấy cái sạc cáp đó, chúng ta có thể là sạc trực tiếp cho nó cũng được, hoặc là chúng ta có thể là sạc tích điện. Sạc tích điện thì chúng ta có thể là sử dụng từ 1 đến 3 tiếng tùy theo cái cấp độ gió của mình, và quạt này chúng ta có thể là nâng lên hạ xuống được luôn, có thể là gấp gọn được luôn, và đặc biệt là kim luôn cái giá đỡ điện thoại. Nên anh chị em nào đưa về đó là chúng ta phải biết nha, để mà chúng ta còn biết cách để mà chúng ta review. Không biết cách review thì cứ quay lại, quay cho nó chuẩn chỉnh nha cả nhà, quay cho nó có tâm chứ đừng có quay giật lên giật xuống nha. Xong rồi chúng ta sẽ gắn liên kết và chúng ta sẽ auto ra đơn. Và khi mà clip của chúng ta lên xu hướng thì cái chuyện trăm đơn ngàn đơn đó là chuyện bình thường. Anh chị em nào mà chưa có sản phẩm thì chúng ta nhanh tay chúng ta nhấp vào ngay màn hình. Thứ nhất là để chúng ta mua xài, thứ hai nữa là chúng ta mua về chúng ta có thể là bán liên kết kiếm tiền ra đơn. Và nhớ là áp mã free ship vô nha. Ngày hôm nay một chiếc quạt như thế này tiện ích vô cùng, nâng lên được, hạ xuống được, gấp gọn được, kim luôn giá đỡ điện thoại, tặng luôn cái cấp sạc tay C chỉ có 79 cành mà còn được free ship.